Theo kết quả sản xuất cây trồng vụ thu đông 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Tháp, vụ thu đông năm nay, toàn tỉnh sẽ xuống giống 113.600 hecta lúa và 1.123 hecta hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Diện tích xả lũ hơn 88.160 hecta trên 510 ô bào. Thời gian xả lũ từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 12 áp dụng cụ thể đối với từng khu vực của từng địa phương tùy theo điều kiện từng dùng, các địa phương xác định cụ thể diện tích sản xuất, trên cơ sở chủ động trong phòng chống sâu bệnh, mưa lũ, tiêu úng kịp thời, kết hợp kế hoạch xả lũ của huyện thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp đề nghị chỉ xuống giống ở những diện tích có bờ bao chống lũ triệt để nhằm đảm bảo sản xuất an toàn. Về ứng dụng biện pháp khoa học kỹ thuật, ngành nông nghiệp Đồng Tháp đề nghị tiếp tục nhân trọng mô hình 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm khuyến khích mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn srp chú trọng các biện pháp luân canh mùa vụ thiết kế hệ thống tưới hợp lý khuyến cáo xạ hàng máy cấy và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng